Hải Phòng Lâm Bích Liên, 47 tuổi cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bị bắt cùng hơn 20kg tang vật. Lâm Bích Liên bị bắt cùng hơn 20kg ma túy các loại. Ảnh, Công an Hải Phòng ngày 25 tháng 2, trinh sát phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Trung Quốc về nhà Lâm Bích Liên 47 tuổi ở phường Cầu Đất, Ngô Quyền. Chiều tối cùng ngày, trên phố Cầu Đất, nhà chức trách bắt quả tang Liên mua bán trái phép chất ma túy, thu 8 bánh heroin, hơn 2,8 kg cùng gần 5 kg ma túy đá. Tại nơi ở của nghi can, công an thu tiếp 2 bánh heroin cùng một số loại ma túy tổng hợp. Tổng tang vật thu giữ hơn 20 kg các loại. Ngày 28 tháng 2, nhà chức trách cáo buộc Liên cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia. Nghi can có chồng là người Trung Quốc, định cư tại Australia nên thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Trung Quốc, Australia và các khu vực phức tạp về ma túy. Les Blocs.